Đôi nét về Joe Biden, Tổng thống thứ 46 của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Joe Biden sinh ngày 20 tháng 11 năm 1942, năm nay ông tròn 77 tuổi. Ông sinh ra tại Scranton, bang Pennsylvania. Năm 10 tuổi, gia đình ông chuyển đến sống ở bang Delaware. Thời trẻ, ông Biden học tại Học viện Ashmore ở Claymont. Tại thời trung học, ông là người có khả năng chơi thể thao, nhất là trong những môn bóng bầu dục hay là bóng chày. Về mặt học tập, Joe Biden được coi là một học sinh yếu kém, nhưng lại được xem là người có tài lãnh đạo và được bầu làm vị trí chủ tịch lớp khi đang học năm thứ 3 và năm cuối. Ông Biden nhận bằng cử nhân đại học Delaware vào năm 1965 và bằng luật tại trường đại học Syracuse, New York vào năm 1968. Ông kết hôn với người vợ đầu Nellie Hunter vào năm 1966 và hai người có ba đứa con. Sau khi tốt nghiệp trường luật, Joe Biden trở về Delaware hành nghề luật sư nhưng nhanh chóng chuyển sang con đường chính trị, phục vụ trong hội đồng hạt Newcastle từ năm 1970 đến năm 1972. Ông tới Washington lần đầu vào năm 1970 với tư cách là thành viên phe chống chiến tranh Việt Nam của Đảng Dân Chủ. Ông Biden được đào tạo luật sư và trở thành thượng nghị sĩ của bang Delaware vào năm 1972 ở tuổi 30 và được bầu lại 6 lần. Ông cũng là thượng nghị sĩ trẻ thứ 5 trong lịch sử Hoa Kỳ. Joe Biden là một người có tư tưởng phản đối chiến tranh ở Việt Nam. Trong cuốn tự truyện Promise to Keep, ông Joe Biden nhớ lại vào năm 1972, ông viết: "Chiến tranh Việt Nam đơn thuần là ngu ngốc, tiêu tốn khủng khiếp về sinh mạng, tiền bạc và thời gian, dựa trên những giả định sai lầm. Cứ 2 tuần thì chúng ta lại phải tiêu tốn cả tỷ đô la, phá hủy hoàn toàn vị thế quốc tế của chúng ta, tiêu tốn quá nhiều năng lượng vào Đông Nam Á, trong khi đó bỏ mặc các lợi ích thực sự sống còn. Tổng thống Nixon thì cứ nói về danh dự của nước Mỹ ở đó, làm tôi phát bực. Nếu vì thế mà chúng ta phải đánh nhau ở Việt Nam, thì tôi thấy chẳng đáng để ai đó phải hy sinh cả." Năm 1975, thượng nghị sĩ Biden phản đối việc di tản người Việt sang Mỹ. Ông cho rằng Mỹ không bị ràng buộc bởi lý do đạo đức hay bất kỳ thứ gì. Hoa Kỳ không bị ràng buộc di tản dù 1 hay 1.001 người Nam Việt Nam. Chúng ta cần tập trung vào việc rút lính Mỹ ra, còn di tản người Việt và viện trợ quân sự cho miền Nam Việt Nam là vấn đề khác. Tôi sẽ bỏ phiếu cho bất kỳ khoản tiền nào để rút người Mỹ về, nhưng tôi không muốn nó bị lẫn lộn với việc di tản người Việt. Trong cuộc bỏ phiếu cấp kinh phí để Mỹ di tản, Biden là một trong 3 người tại Ủy ban Đối ngoại và một trong 14 người tại Thượng viện đã bỏ phiếu chống. Tuy nhiên, Quốc hội Mỹ vẫn thông qua việc cấp kinh phí và di tản khoảng 130.000 người Việt. Gia đình của ông Joe Biden gặp khá nhiều bi kịch. Người vợ đầu Nellie Hunter và con gái chết trong một tai nạn giao thông năm 1972. Con trai cả Brown, cựu tổng trưởng lý bang Delaware, qua đời vì ung thư vào năm 2015 ở tuổi 46. Biden đang sống với người vợ thứ hai Jill. Con gái Ashley với người vợ thứ hai là một trong những nhà hoạt động. Còn con trai của vợ đầu Hunter là luật sư và là nhà vận động hành lang. Joe Biden giữ chức phó tổng thống Hoa Kỳ từ năm 2009 tới năm 2017 dưới chính quyền của cựu tổng thống Barack Obama. Ông từng hai lần thất bại trong việc giành vị trí ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ vào những năm 1998 và năm 2008. Chiến dịch tranh cử tổng thống đầu tiên của ông Biden vào năm 1988 khởi đầu đầy hứa hẹn. Ông là gương mặt mới, ngôi sao đang lên của Đảng Dân Chủ và nhận được nhiều tín nhiệm. Năm 2000 sau chiến dịch tranh cử tổng thống đầu tiên, ông Biden bắt đầu lại lần thứ hai vào năm 2008 với nhiều kinh nghiệm và vị thế vững vàng hơn. Tuy nhiên, ông từ bỏ sau màn thể hiện tồi tệ ở Iowa, không thể cạnh tranh với sức ảnh hưởng quá lớn từ Barack Obama và Hillary Clinton. Mối quan hệ thân thiết giữa ông Biden và Barack Obama được thể hiện khá rõ ràng khi ông Obama gây bất ngờ bằng việc trao cho ông Joe Biden huân chương tự do tổng thống vào ngày 12 tháng 1 năm 2017, chỉ vài ngày trước thời điểm cả hai rời nhiệm sở. Kể từ khi rời cương vị phó tổng thống năm 2017, ông Biden và người vợ thứ hai cùng triển khai sáng kiến ung thư Biden nhằm hỗ trợ hoạt động chẩn đoán và phát hiện, điều trị, nghiên cứu chống ung thư. Ông vẫn hoạt động chính trị và là tiếng nói chỉ trích gay gắt tổng thống Donald Trump. Về cuộc sống hôn nhân, năm 1975, bà Jill gặp ông Biden nhờ mai mối của anh trai ông Biden là ông Frank Biden. Bà Jill kém ông Biden 9 tuổi. Lúc này, ông Biden đã là thượng nghị sĩ, còn bà Jill vẫn là một cô sinh viên ngành Anh ngữ. Bà Jill kết hôn với ông Biden vào năm 1977, hơn 4 năm sau khi người vợ đầu và con gái của ông qua đời trong một tai nạn xe hơi. Bà đã giúp ông nuôi dạy các con trai, Brown và Hunter, trước khi sinh hạ của con gái Ashley vào năm 1981. Tuy nhiên, ít ai biết rằng ông Biden đã phải có tới 5 lần cầu hôn thì bà Jill mới đồng ý. Ông Biden được bầu làm thượng nghị sĩ và chuyển từ Delaware về Washington. Bà Jill trở thành giáo viên, bà có 2 bằng thạc sĩ và 1 bằng tiến sĩ về giáo dục tại Delaware. Nhưng với 8 năm trên cương vị phu nhân của phó tổng thống Mỹ, bà Jill đã buộc phải quen với những bài phát biểu. Giờ đây, bà trở thành một trong những người đại diện nổi bật nhất của chồng. Bà đã xuất hiện trong các sự kiện trực tuyến được tổ chức tại 17 thành phố kể từ tháng 5 đến nay. Bà Jill còn là đại diện hàng đầu của chiến dịch trước những cử tri Latin và thường xuyên có các trao đổi với nhóm nghị sĩ gốc Tây Ban Nha tại Quốc hội. Bà Jill đóng vai trò là một trong những cố vấn chính trị có tiếng nói nhất. Ý kiến của bà luôn có những ảnh hưởng lớn đối với các quyết định của ông, cả về chính trị lẫn cá nhân.
tính đến tháng 7 năm 2019, Phúc Bồ ước tính Joe Biden và vợ sở hữu khối tài sản giá trị khoảng 9 triệu đô la Mỹ. Phần lớn trong số đó đến từ số tiền bản quyền hai cuốn sách Promise to Keep và Promise Me Dead. Ông Biden cùng vợ sống tại một ngôi nhà trị giá 2 triệu đô la Mỹ với diện tích khoảng 650 m² ở thành phố Westminster, bang Delaware. Ngoài ra, năm 2017, nhà Biden mua một căn biệt thự nghỉ dưỡng rộng 446 m² ở bang Delaware với giá 2,7 triệu đô la Mỹ. Theo các nguồn tin, gia đình ông gần đây cũng thuê một biệt thự xa hoa ở khu Markley, bang Virginia với giá khoảng 20.000 đô la Mỹ một tháng. Đồng thời, ông Biden còn giữ một vị trí ở trường đại học Pennsylvania với mức lương khoảng 400.000 đô la Mỹ một năm.